Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh vlog của Wacompong. Thì hôm nay mình sẽ review giới thiệu về Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Thì Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh tọa lạc tại phường 8, thành phố Trà Vinh, cách trung tâm tỉnh lỵ hơn 5 km về hướng Tây Nam, nằm trong quần thể khu văn hóa du lịch liên hoàn với di tích danh thắng Ao Bà Om, di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Ân và trung tâm văn hóa thể thao tỉnh. Bảo tàng hiện đang lưu giữ, trưng bày, giới thiệu hơn 800 hiện vật, hình ảnh, tài liệu phản ánh đời sống văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, cộng đồng, dân tộc Khmer, tỉnh Trà Vinh. Trong công viên ở góc phía bắc là ngôi tháp an vị di cốt của một nhân sĩ trí thức, nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu của dân tộc Khmer Trà Vinh nói riêng, Khmer Nam Bộ nói chung, là ông Maha Sơn Thông. Ông sinh năm 1910 và mất năm 1997. Sau khi du học và nhận bằng Maha tương đương cử nhân Phật học, ông tham gia cách mạng giai đoạn tiền khởi nghĩa. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc, Maha Sơn Thông trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, Khu ủy viên, Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng, kiêm trưởng ban Khmer quận khu Tây Nam Bộ, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Một phần diện tích tràn trệ được chia thành các phòng làm việc của các cán bộ và nhân viên bảo tàng. Ở các vị trí này, người có trách nhiệm dễ dàng quan sát mọi hoạt động cũng như sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu và hướng dẫn và giới thiệu đối với khách tham quan. Toàn bộ diện tích tầng lầu Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer Trà Vinh được chia làm thành 4 phòng trưng bày theo các chủ đề riêng và đều quay về hướng cầu thang lên xuống. Quý vị và các bạn ơi, hiện tại thì mình đang đứng ở phòng số 1, nơi trưng bày và lưu giữ về nét văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Khmer. Như các quý vị và các bạn đã thấy, đây là chiếc ghế thuyết pháp dành cho các vị hòa thượng cũng như các trụ trì và các vị sư trong chùa dành để thuyết pháp những buổi lễ. Trước mắt chúng ta là mô hình Sala thờ Netta và những hiện vật là các tác phẩm điêu khắc có giá trị, mang đậm dấu ấn của Bà La Môn giáo, phản ánh được quá trình phát triển đời sống tâm linh trong lịch sử đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung, Khmer Trà Vinh nói riêng, như ngẫu tượng Linga, Yoni, Mukhalinga, tượng thần Shiva, Vishnu. Còn đây là mô hình ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer chiếm vai trò chủ đạo độc tôn, ở vị trí trang trọng nhất, tái hiện một phần không gian ngôi chánh điện chùa Phật giáo Nam Tông Khmer. Thì trong tỉnh Trà Vinh hiện có 143 ngôi chùa, trong đó có những ngôi chùa cổ như chùa Ân, chùa Công Pong, chùa Sâm Bua Răng Xây. Và đây là con kỳ lân, trên lưng con kỳ lân là ghế để dành cho những vị cao tăng thuyết pháp cho Phật tử về giáo lý Phật giáo. Kỳ lân được nghệ nhân chạm khắc rất tinh xảo. Kế bên đó là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng gỗ và những hình vẽ nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị và các bạn thân mến, phòng số 2 là phòng giới thiệu về văn hóa nghệ thuật, diễn xướng truyền thống và đương đại của đồng bào Khmer Trà Vinh.
Các hiện vật ở đây bao gồm dàn nhạc ngũ âm, các loại trang phục, mão, mặt nạ dùng trong biểu diễn nghệ thuật. Đặc biệt, tại phòng trưng bày này có tái hiện lại không gian sân khấu kịch múa rồ băm và sân khấu ca kịch dù kê của người Khmer. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là phòng số 3. Tại phòng trưng bày này có tái hiện lại không gian bàn thờ tổ tiên, cạnh đó là cảnh tái hiện nghi thức cột chỉ tay trong lễ cưới của người Khmer, không gian nhà bếp trong ngôi nhà bình thường trong khuôn sóc Khmer. Nơi đây giới thiệu về văn hóa vật chất, ăn, mặc, ở, lao động, sản xuất, sinh hoạt thường nhật của đồng bào Khmer tại Vinh. Các hiện vật là các loại nông cụ lao động của người Khmer như sao vạt nước, cày, bừa, trục, nọc, cấy, vòng hái, phản, cù nèo dành cho trong sản xuất nông nghiệp. Cuối cùng là phòng số 4, giới thiệu về các làng nghề truyền thống của đồng bào Khmer tại Vinh như nghề dệt chiếu, điêu khắc gỗ, đan lát và nhiều nghề thủ công khác. Hiện vật trưng bày gồm hình ảnh và công cụ lao động như khung dệt vải, khung dệt chiếu và các sản phẩm điêu khắc bằng gỗ, tre, nứa. Các tác phẩm điêu khắc hội họa, tranh vẽ trên kiến, trên vải được chạm khắc chế tác từ đôi bàn tay khéo léo tài hoa của các nghệ nhân Khmer. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo nha. Chúc các bạn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.